Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ quay một tiếp số cây mai siêu bình lợi nha, cho anh em về lấy giống rồi chi tết rồi. Đây là hàng ghép khoảng 3 tháng có nút nụ kim hết nha, này là bảo đảm chuẩn giống á. Nói chung là vườn mình này thì cái nào ra cái đó chứ không có giống như một số trường hợp là mới đầu ra ta lấy cái hàng Sài Gòn bán qua. Nói chung cái lá vậy người ta nhìn ta biết rõ lá của bình lợi nó giống như lá của mai rừng vậy. Cọng xương của bình lợi nó cứng hơn của Sài Gòn á. Nút nụ thì nó dắt dây luôn. Đây những cây bình lợi anh em yên tâm, có ghép cây lớn thì ghép. Bây giờ mình cũng ghép cây lớn đầy nè, chậu 1 mét đó. Cái này ghép khoảng 80 bo. Đầu mình đóng 3-4 bo nè. Đầu đóng 3 bo. Nó khoảng gần 30 đầu á. Rồi, nay chi tiết từng cây á, giá dao động từ 380.000 á tới cao nhất là 1 triệu. Đó, cây ghép nói chung là 3 tháng rồi, cứng cáp. Một cây này người ta cắt mắt lá, tâm cắt trên 50 bo để anh em có cái chơi. Đó, bảo đảm là chuẩn chỉnh hết á, không có. Nói chung là người ta cái cây này người ta mua nó mất tiền không nói, mà người ta mua sai giống á, ghép mất công lắm. Đây, bình lợi. Rồi, cây số 1 hoành 14, cao 60, ngang 50, giá 650.000 bao ship. Cây này thì ghép được 2 được 6 bo. Những cái này Tết thì nó có chừng được vài chục bông chơi chứ không có nhiều, mới ghép có 3 tháng à. Rồi, cây số 1 650.000 bao ship. Cái này nằm chậu đang, chậu nằm, chậu lọt lòng mà chậu 3 tấc á. Giờ chúng ta coi có cái chậu, nó chuẩn bị chậu cho nó vừa. Này về em ta thay chừng 3 tấc thôi chứ đừng thay bự quá. Thay bự quá nó mới ghép nó dư nước không có tốt. Cây số 1 650.000 bao ship, này bỏ chậu. Bỏ bầu lại. Đây là những hàng cây ghép chột nên bầu rễ nó rất khỏe. Nuôi cái phôi này nó lên cái chột quá, tốt cũng hết 3 tháng mới ghép vào cái chột này. Mà bảo đảm làm nó chậm nhưng bảo đảm cây này nó mạnh á. Không có bị chết ngang đó. Những cây mà đóng đầu á, thấy nó lên lên hai cơ nó vẫn còn bị chết á, vẫn còn bị heo. Rồi, cây số 1 650.000 bao ship. Tiếp đến là cây số 2. Cây này thì ghép được 6 bo. Hoành là 14, cao 60, ngang 50, cái cũ á, là 33. Cái cũ của cái này, cái cũ rất là bự á. 750.000 bao ship. Nói chung lô này chỉ có 1-2 cây được cũ thôi. Nè, thích đế thì sưu tàu á, nó mắc hơn 100.000 á. Cũ á, bóp tay không giáp luôn. Cây số 2 siêu bông bình lợi, 750.000 bao ship. Rồi, tiếp đến là cây số 3 hoành 16, cao 60, ngang 50, 650.000 bao ship. Cái này thì ghép được 5 bo ghép. Cái bình lợi, cái này cũng có củ ở dưới nè, không có mồi lên. Cây số 3 650.000 bao ship. Cái này lá nó xanh đen à, tốt à. À,
kèm lại số 3. À, tiếp đến là cây số 4, hoành 14, cao 60, ngang 50, giá 700.000 bao ship. Cái này đế nó đều hết trơn nè, bốn mặt nó đều. Cái này nếu chúng ta trồng xuống đất nó đẹp lắm, trải đều hết trơn. Cái này thì ghép được 9 bo ghép. Cây bình lợi số 4, 700.000 bao ship. Mấy cái đọt dài dài này em để lấy bo, nên không lấy bo nên bấm vô trong nè, cây nó gọn nó đẹp hơn. Bấm sát vô trong này nè, cây nó gọn. Rồi, cây bình lợi số 4, 700.000 bao ship. Rồi, tiếp đó là cây bình lợi số 5. Đây ghép 3 bo. Cái đầu này nó có tuột xuống một chút hả? À, giờ nó ghép vô cái chột dưới đây. 3 bo. Hoành 15, cao 40, ngang 30, giá 380.000 bao ship. Này cho nên là lấy giống á. 380.000. Cây số 5. Mặt cắt này đó. À, nó tụt xuống này nó chặn, có cái bo này chặn lại. Nếu chúng ta lấy đục, chúng ta đục lại. Báo rõ anh em ạ. À, cây số 5. 380.000 bao ship. Hoành 15, gốc này to chứ không phải nhỏ đâu. Rồi, tiếp đến là cây số 6, hoành là 13, cao 40, ngang 40. Cái này ghép 3 bo, giá 450.000 bao ship. Cây số 6, này lùng liền, 450.000 bao ship cây số 6. Lá bình lợi ta nhìn á, nó khác theo với Sài Gòn á, nó giống như kiểu lá của cây me rừng vậy, lá này và thòn luôn à. Lá này cái gan. Rồi, cây số 6, 450.000 bao ship. Rồi, tiếp theo là cây số 7, hoành 16, cao 70, ngang 40, 700.000 bao ship. Cây này ghép được 2, 4, được 7 bo. Đế nó cũng nở nè. Nở như cái bành như đây ạ. Cây này liền lạc. Cây số 7. 700.000 bao ship. Cây này cao. Củ nó đẹp nè. Số 7. À, tiếp đến là cây số 8. Cái này gốc bự nè. Hoành 17, cao 80, ngang 50, giá 700.000 bao ship. Gốc bự đế đều. Cái này thì ghép được 2, 4, 6, được 7 bo. 7 bo ghép. 700.000 bao ship. Này như cây mai tàn nhé. Cây bình lợi số 8. 700.000 bao ship. Rồi, tiếp theo là cây bình lợi số 9. Hoành là 14, cao 70, ngang 50. Cây này co lắc ha. Ghép được 2, 4, 6, 8 bo.
Bình Lợi 8 bo, giá 1 triệu bao ship. Cây này liền lạc hết, không có bị lỗi gì hết. Rồi, cây số 9. Cái này lấy bo chắc cả trăm bo luôn. Lá nè, bị chán luôn á. 1 triệu bao ship. Rồi, cây số 9. Tiếp theo là cây số 10. Cây Bình Lợi. Hoành là 15, cao 60, ngang 50, 800.000 bao ship. Cái này ghép được 6 bo. Này cái lưng nó bị tróc da. Đó, nhưng mà đang cuốn mép nè, không có bị mục bọng gì hết á. Bị cái lỗi chỗ này, 800.000 bao ship. Cây đang rất là sung. Cây số 10, 800.000 bao ship. Cảm ơn anh đã quan tâm và theo dõi. Cái này thì ở vườn mình còn cái hàng siêu bông Sài Gòn mà gốc nhớt nhỏ nhỏ, 80.000 nha. Như clip ngày qua mình có giới thiệu đó, anh em có mua thì kèm theo luôn. Cái hàng Phú Tân á, Phú Tân 450.000 cặp. Đây, sẵn đây lên một cái cây giảo cánh tròn á, có anh ấy chú hỏi nè. Chỗ thì lên một cây cho anh chú về làm giống nè, 500.000 bao ship á. Giảo cánh tròn thì hoa rất là đẹp á, hoa nó nè. Trổ như bông giả vậy. Cây giảo cánh tròn á, hoành nó là 14, cao 60, ngang 60, 500.000 bao ship. Nút nụ vô hết rồi. Cây này tứ phân, được tứ phân làm nụ rồi á, tưới ở một cử 15 năm 20 lá rồi nó ngã vàng à. Đứng đọt lại lên nụ. Giảo cánh tròn 500.000 bao ship. Cái này thì ghép được 5 bo. Đế nơm nữa. Rồi, cảm ơn anh đã quan tâm và theo dõi. Ta xem hàng Phú Tân. Cánh tròn, đế cũng nơm nè, hoa rất là đẹp. Nhị nó màu đậm lắm. Cây này cũng 500.000 bao ship luôn. Phú Tân á, giá 450.000 cặp bao ship á, cao 6 tấc. Chục cây đều đều nhau hết à. Cây rất là to. Gốc cỡ ngón tay cái ăn lên à. Nụ rất là nhiều. Cây này chuẩn chỉnh á. Được sửa thân, sửa từ nhỏ, lắc từ nhỏ nên cây nó khéo lắm, một cốt á. Cây một cốt nhìn đẹp lắm. Lắc lắc từ nhỏ lắc lên. Lặt lá là rất là đẹp. 450.000 cặp bao ship. Phú Tân. Đây, hàng siêu bông Sài Gòn. Đó, giống nè, giống của vườn chú Sáu Mai đưa ra. Sáu Mai Phương Bình đó, 80.000 cây. Có nụ luôn nè.
này cũng 6-7 tháng à. Ghép gốc cũng to, ghép bằng gốc bằng ngón tay. Anh em có mua thì gửi kèm luôn á. Siêu bông Sài Gòn, hàng giống.